Hỏi em bên hãng hàng không Việt Nam Airlines à? Dạ đúng rồi ạ. Anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh em. Rồi. Dạ thì do đợt này bên cuối năm em có chị anh nói thì bên em có thể mời anh cùng với chị dành chút thời gian ghé qua bên em để em xin một số ý kiến khảo sát dành cho cuối năm mới rồi gửi tặng mình về máy bay và cả vé khách sạn dành cho hai người lớn và hai bé nha. Thời hạn sử dụng của nó là tới hết tháng 4, còn thời gian đây á, anh đi lúc nào thì mình đăng ký mình đi lúc đó thôi, tại thời điểm mà anh muốn sử dụng cặp vé này. Nó đã bao gồm chi phí vé máy bay, vé khách sạn, anh chỉ tự tốt cho em về khoản chi phí ăn trưa, ăn tối và địa điểm tham quan du lịch thôi. Khi Việt Nam Airlines bên em có diễn ra ở số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, ngay trước khi tập lạc của anh, thì bên em có thể gửi lời mời anh cùng với chị ghé tới bên em được không ạ? Số 5 Lê Quý Đôn là em mời anh chị lên là hỏi về cái gì? Bên sẽ hỏi vấn đề về các dịch vụ của hàng không này và một xíu về mấy về du lịch đó để em khai thác thêm thông tin về nhu cầu của khách hàng dịp thành năm mới á. Vậy hả? Dạ đúng rồi ạ. Để sao ta? Ngày mai anh có thời gian không? Em mời anh cùng với chị ghé tới bên em được không ạ? Tại vì anh cũng có con nhỏ em nó làm trong hàng không mà anh không nghe nó thông báo cái này nên là em thông báo anh thấy cũng hơi là lạ. Nhưng mà em gái anh làm ở phần nào, anh của phần nào à? Tại vì anh bà con của anh nó làm nên anh cũng không có hỏi, anh chỉ biết là làm trong Việt Nam Airlines thôi. Dạ. Tại cái bộ phận này sẽ có nhiều bộ phận khác nhau thì nghe bộ phận thôi. Nếu mà bộ phận sơ sơ sẽ biết, còn bộ phận phòng vé thì sẽ không có biết nhiều anh. Tại vì cái chương trình của tụi em á, anh gặp rất là nhiều rồi. Cái thứ nhất á là nói về cái khảo sát về du lịch và sau đó là giới thiệu sản phẩm mua bán villa đó em, nên là cái thời gian á. Đợt này bên không có, đợt này là bên không có chương trình mua bán nha, bên chỉ có mời ghé qua tham dự một xíu rồi tầm 6 phút là bên xong rồi bên gửi tặng đó. Bây giờ em nói là một chuyện mà khi lên đó là nó là chuyện khác nữa nên là anh cũng không biết làm sao nữa. Dạ, nếu mà anh có thời gian và anh tin hay em muốn tìm hiểu thì em sẽ mời anh tới thôi, nếu mà không có thời gian thì thôi à, chứ cái này thì em không có bắt buộc khách đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Như để anh kể em nghe, đợt rồi đó anh cũng đi thử mà, anh đi thử coi như thế nào. Nó ví dụ như là em điện cho anh muốn anh lên là gặp em, mà lên thì lại là cái người đã tránh né đi đưa người khác tiếp. Nên là cái chiêu trò này đó nên anh cảm giác là anh cũng không có tin tưởng lắm em nhé. Ok, nhưng mà anh khuyên tụi em đừng có điện cho khách hàng nữa nghe không? Anh ơi, đâu phải là khách nào em cũng điện đâu, anh phải nghe cái câu chuyện của bên em như thế nào anh phải phản chứ. Không em ơi, không em ơi, vẫn những em muốn điện ai là em điện em ơi, em đừng có nói như vậy.